Có ai đó đã hỏi tôi rằng mặt trời có màu gì? Tôi không chần chừ mà trả lời màu vàng. Sau này tôi mới biết rằng 99% số người được hỏi đều trả lời giống tôi, và đó là một câu trả lời chưa chính xác. Sự thật là mặt trời của chúng ta có màu trắng. Do sự tán xạ ánh sáng từ bầu khí quyển mà ánh sáng có màu vàng khi đến mắt người quan sát. Và cũng chính sự tán xạ ánh sáng ở giới hạn cuối màu xanh của quang phổ khiến bầu trời có màu xanh. Bên cạnh ánh sáng, mặt trời còn tạo ra nhiều hiện tượng kỳ thú khác như hào quang, mặt trời ma, nhật thực, vân vân. Vậy hôm nay, tốt thú vị mời các bạn cùng đi tìm hiểu những hiện tượng kỳ thú mà mặt trời tạo ra. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để luôn đồng hành cùng tốt thú vị nhé. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Trước khi đi giải mã các hiện tượng kỳ thú của mặt trời, tôi muốn chắc là bạn biết những điều cơ bản nhất về nó. Khoảng cách giữa mặt trời và trái đất xấp xỉ 149,6 triệu km. Người ta quy ước đây là một đơn vị thiên văn, viết tắt là 1AU. Để ánh sáng đi hết được quãng đường đó đến trái đất, nó cần thời gian là 8 phút 19 giây. Ở trong thái dương hệ, mặt trời là ngôi sao duy nhất, nó chiếm khoảng 99,86% tổng khối lượng của hệ mặt trời. Điều này có nghĩa, tổng tất cả khối lượng của trái đất và các hành tinh, cũng như toàn bộ các tiểu hành tinh và các thiên thể khác trong hệ mặt trời, chưa bằng 1% khối lượng của mặt trời. Do đó, mặt trời có tầm ảnh hưởng hấp dẫn cực lớn, gần như toàn bộ các thiên thể ở xung quanh đều quay quanh nó. Không những sở hữu cho mình một khối lượng khổng lồ mà kích thước của nó cũng rất lớn. Nó có đường kính vào khoảng 1,39 triệu km, gấp 109 lần đường kính của trái đất. Bức xạ chủ yếu của mặt trời phát ra là ánh sáng nhìn thấy và bức xạ hồng ngoại. Đây cũng là nguyên nhân gây ra những hiện tượng kỳ thú khi quan sát mặt trời từ trái đất. Và bây giờ, chúng ta cùng điểm qua những hiện tượng thú vị đó nhé! Hiện tượng hào quang. Mới đây, vào trưa ngày 6 tháng 5 năm 2021, nhiều người dân ở các tỉnh như Quảng Ninh, Hải Phòng, Cao Bằng, Sơn La chứng kiến hiện tượng quầng sáng bao quanh mặt trời một cách kỳ lạ. Xung quanh mặt trời có một quầng sáng tròn với đường kính lớn bao quanh, nhìn giống như cầu vồng với nhiều màu sắc khác nhau. Hiện tượng kỳ lạ xảy ra khiến nhiều người vô cùng thích thú, xen lẫn tò mò. Nhiều người đã lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc hiếm gặp này và đưa lên mạng xã hội. Những hình ảnh kỳ thú sau đó đã thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Hải Yến cũng nhận được không ít những hình ảnh mà các bạn gửi về. Đây là những bức hình của bạn Jun Trường. Đây là hình ảnh của bạn Vũ Trương, Trầm Hương. Còn đây là video của bạn C. Văn Quyến. Ngoài ra còn rất nhiều các bạn khác cũng gửi hình ảnh về cho Hải Yến. Hải Yến xin chân thành cảm ơn và cũng xin phép mọi người sử dụng hình ảnh đó trong video ngày hôm nay. Phải nói rằng, đây là một hiện tượng rất đặc biệt. Nó được các nhà khoa học gọi là hiện tượng hào quang. Hiện tượng này xảy ra khi ánh sáng mặt trời tương tác với các tinh thể băng trong bầu khí quyển trái đất. Khi đó, các tinh thể băng có hình lục giác sẽ khúc xạ ánh sáng mặt trời, tạo ra hiện tượng giống như hiện tượng ánh sáng đi qua một thấu kính phân kỳ, tạo thành một vòng sáng trắng hoặc nhiều màu có bán kính khoảng 22 độ quanh đĩa sáng. Do đó, hiện tượng này còn được gọi với cái tên khác là hiện tượng quầng sáng 22 độ. Các nhà khoa học cho rằng đây chỉ là những hiện tượng khúc xạ ánh sáng bình thường, nó không phải là hiện tượng thời tiết nguy hiểm hay điềm báo gì. Do đó, bạn hãy yên tâm chiêm ngưỡng nó nhé! Có một điều thú vị đó là, không chỉ xảy ra với mặt trời, hiện tượng hào quang thi thoảng cũng xuất hiện với mặt trăng. Tất nhiên, nó không được rực rỡ như những gì bạn quan sát thấy ở xung quanh mặt trời. Hiện tượng mặt trời ma. Mặt trời đương nhiên chỉ có duy nhất mà thôi, nhưng đôi khi chúng ta lại nhìn thấy 3 hoặc 5 mặt trời xuất hiện cùng một lúc. Hiện tượng này thường được nhìn thấy ở vùng chân trời. Độ cao so với đường chân trời của cả mặt trời thật và giả đều bằng nhau, dường như chúng xếp thẳng hàng với nhau. Ngoài cái tên mặt trời ma, các nhà khoa học còn gọi hiện tượng này là mặt trời giả. Đây là một hiện tượng quang học trong khí quyển. Hiện tượng xảy ra khi ánh sáng mặt trời bị khúc xạ bởi các tinh thể băng trong khí quyển. Mặt trời giả sẽ xuất hiện ở bên trái hoặc bên phải, vị trí khoảng 22 độ.
Hiện tượng này có thể nhìn thấy ở bất cứ nơi đâu trên thế giới và tại bất kỳ thời điểm nào trong năm. Nhưng chúng không thường xuyên xuất hiện rõ ràng và rực sáng. Đây là hiện tượng mặt trời ma được ghi nhận tại Mỹ, còn đây là hình ảnh được ghi nhận tại Đức. Đây là hình ảnh được ghi nhận tại Anh. Dường như những hiện tượng này không hiếm, nhưng với Việt Nam chúng ta cũng rất ít khi được gặp. Nếu bạn nào có cơ hội được chiêm ngưỡng hiện tượng, đừng quên lấy máy ảnh ra, ghi lại những cảnh tượng thú vị này và chia sẻ cùng với mọi người nhé! Hiện tượng nhật thực. Nếu kể đến các hiện tượng kỳ thú của mặt trời mà không có nhật thực thì quả là thiếu sót. Nhật thực là hiện tượng độc đáo xảy ra khi mặt trăng đi qua giữa trái đất và mặt trời. Khi đó, ba thiên thể cùng nằm trên một đường thẳng. Đứng ở trái đất, mặt trời sẽ dần bị che khuất bởi mặt trăng. Khi mặt trăng che phủ một phần mặt trời, hiện tượng đó được gọi là nhật thực một phần. Còn nếu mặt trăng che phủ hoàn toàn thì đó là hiện tượng nhật thực toàn phần. Nếu mặt trăng có quỹ đạo tròn hoàn hảo gần trái đất hơn một chút và trong cùng mặt phẳng quỹ đạo, thì hiện tượng nhật thực toàn phần sẽ xảy ra mỗi tháng một lần. Tuy nhiên, quỹ đạo của mặt trăng nghiêng hơn 5 độ so với mặt phẳng quỹ đạo của trái đất. Do vậy, bóng của mặt trăng lúc trăng non thường không chiếu lên trái đất. Hơn nữa, quỹ đạo của mặt trăng có hình elip và nó thường ở đủ xa trái đất, khiến cho kích cỡ biểu kiến của nó không đủ lớn để che khuất hoàn toàn mặt trời lúc nhật thực. Nên hiện tượng nhật thực toàn phần rất ít khi xảy ra. Vào thời cổ đại, nhật thực toàn phần từng gây ra nỗi sợ hãi cho người dân do sự thiếu hiểu biết về thiên văn học. Họ coi nhật thực là một hiện tượng siêu nhiên khi mặt trời đột nhiên biến mất vào ban ngày và bầu trời trở nên tối đen trong vài phút. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta biết rằng nhật thực là một hiện tượng che khuất của tự nhiên và sẽ vô cùng thích thú khi được chứng kiến sự kiện thiên văn thú vị này. Lần gần đây nhất ở Việt Nam quan sát được nhật thực là vào ngày 21 tháng 6 năm 2020. Đó là lần hiếm hoi mà người dân trên cả nước có thể chiêm ngưỡng hiện tượng nhật thực. Phải đến năm 2031 thì nhật thực mới diễn ra trên toàn lãnh thổ Việt Nam một lần nữa. Vì đây là một hiện tượng vô cùng thú vị, do đó bạn đừng bỏ lỡ những dịp có cơ hội quan sát nào nhé! Tuy nhiên, trong thời gian quan sát, bạn đừng quên chuẩn bị cho mình những chiếc kính bảo hộ để bảo vệ đôi mắt của mình nhé! Hiện tượng cực quang. Trong thiên văn học, cực quang là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng bầu trời về đêm. Chúng được sinh ra do sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió mặt trời với tầng khí quyển bên trên của trái đất. Các cực quang mạnh nhất thường diễn ra sau sự phun trào ánh sáng của mặt trời. Những dải sáng này liên tục chuyển động và thay đổi, làm cho chúng trông giống như những dải lụa đầy màu sắc trên bầu trời. Đây có thể coi là một trong những hình ảnh đẹp của tự nhiên. Không chỉ xuất hiện ở trái đất, ở các hành tinh khác cũng có những hiện tượng cực quang. Chúng được sinh ra do tương tác của các hạt mang điện tích trong gió mặt trời với từ trường của hành tinh. Do đó, hiện tượng sẽ được quan sát rõ nhất khi ở các vĩ độ cao gần các cực. Bởi thế, cực quang diễn ra ở bắc cực trái đất được gọi là bắc cực quang, ở cực nam thì gọi là nam cực quang. Đây là những hình ảnh tuyệt đẹp về cực quang khi quan sát từ trạm vũ trụ quốc tế ISS. Còn đây là hình ảnh bắc cực quang, đây là hình ảnh nam cực quang. Nếu bạn muốn chiêm ngưỡng hiện tượng các cực quang thú vị này, hãy đến khu vực cực bắc hoặc cực nam của trái đất. Còn không, bạn hãy làm một vé lên trạm vũ trụ quốc tế ISS để chiêm ngưỡng nó nhé! Vậy là hôm nay, tôi thú vị và các bạn đã cùng đi khám phá những hiện tượng kỳ thú của mặt trời tạo ra. Chúc các bạn xem video vui vẻ! Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng tôi thú vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!